Thất Hiệu Huân kính chào toàn thể quý khách. Trước mắt mọi người đây là bộ Âu Á tay voi đặc hàng VIP, chất liệu gỗ hương đá 100%. Bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Trang ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Thì kính mời anh cùng tất cả mọi người dành ra một ít phút để nội thất Hiệu Huân có thể đi vào các cái chi tiết của bộ sản phẩm này. Thì nếu mà ai quan tâm có thể gọi trực tiếp đến số hotline là 0988685625, website noithathieuhuan.com, địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Thì bộ này thuộc phân khúc hàng siêu VIP của bên em, khuôn tranh giày 4 phân, ván giày 2 phân, yếm giày 4 phân, cột giày 7 phân, trương giày 8 phân. Đấy, rất là VIP và tay đặc liền khối, tay voi đặc liền khối. Thì đầu tiên cho em xin được giới thiệu về hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì có chiều rộng là 95, sâu thì là sâu phủ bì, độ rộng chiều sâu phủ bì là 77, cao là 1m22. Vách thì đục tứ quý, cây tùng, tùng cúc trúc mai. Và mọi người nhìn thấy bên em đục cực kỳ là sâu và sắc nét, đục rất là sâu đấy. Và đây chỉ là mộc thô thôi mà đã sắc nét như thế này rồi. Khi mà đi vào hoàn thiện thì như em có quay các cái sản phẩm hoàn thiện, mọi người nếu mà có theo dõi và để ý sẽ thấy những cái sản phẩm của nội thất Hiệu Huân sẽ được bên em đục tỉa cực kỳ là kỹ, nhẵn mịn, sắc nét đến từng cái chân nét đục một. Và để có được cái sản phẩm như vậy bắt buộc là bên em sẽ phải tốn rất là nhiều công đục tỉa, và nghệ nhân của nội thất Hiệu Huân sẽ rất là tâm huyết và sẽ làm cực kỳ là tỉ mỉ và kỹ càng đến từng các cái đường nét luôn, thì sản phẩm cuối cùng mới có thể nổi bật và sắc nét được. Và trương voi đây, mọi người để ý cái phần trương voi này là trương voi liền khối. Thì trên thị trường thì nếu mà trương ghép như thế này á, trương ở đây này có cái phần ghép ấy, cực kỳ là nhiều luôn, và giá thành sẽ giảm được kha khá. Tại vì như mọi người hình dung cái trương voi liền khối này thì bắt buộc là bên em phải xẻ dày, sẽ rất là dày luôn, dày tận 8 phân. Và cái phần voi nhô xuống hai bên ấy, nếu mà làm rời thì khối gỗ nó sẽ nhỏ đi rất là nhiều. Khi mà làm liền như thế này bắt buộc cái phần khối gỗ ở giữa là bên em sẽ không tận dụng được. Và người ta ví dụ làm được người ta làm được 3 cái trương thì bên em chỉ làm được 2 cái trương thôi. Cái phần gỗ ở phía dưới nó tốn diện tích rất là nhiều và khối gỗ nó sẽ to hơn nữa. Đấy, thế thành ra là cái trương liền khối sẽ giá trị hơn, tốn gỗ hơn, tốn công hơn, nhưng mà nó sẽ bền mãi mãi, không bao giờ bị lo cái này bị nứt hay là bị gì hết. Đây là ưu điểm của trương voi liền. Đấy, trương voi liền. Đây mọi người nhìn thấy cái thớ vân này, thớ vân nó liền mạch, là trương voi liền khối. Và cái cột này này, bên em sẽ cột bản cột 12, cột 12 và dày 7 phân, dày 7 phân. Và bên em vuốt móng cực kỳ là to tròn, chứ không phải là vuốt móng hơi hơi như trên thị trường hoặc là vuốt móng tẹt tẹt như thế này, mà bên em vuốt móng cong rất là tròn và biên độ cong của nó rất là lớn. Thế nên thành ra là cái cột sẽ được cái cột mà vuốt móng cong như thế này sẽ rất là tốn gỗ, tại vì cái phần gỗ ở phía đằng sau là bên em sẽ không tận dụng được, tại vì cái biên độ cong của cái này nó sẽ không thể nào mà nối đầu cháo đầu để có thể tận dụng được gỗ, mà bắt buộc cái phần đằng sau sẽ phải bỏ đi. Khi mà xẻ cái vuốt móng nó cong tròn như thế này thì khối gỗ nó sẽ tốn hơn rất là nhiều và phần gỗ bỏ đi sẽ cực kỳ là nhiều, rất là khó tận dụng đối với những cái phần gỗ cong ở phía dưới. Đấy, toàn bộ các cái tay là bên em làm tay voi đặc liền khối. Tay voi đặc liền khối đây mọi người để ý là cột 12 bản tay voi đặc 12 và chân. Chân là chân 12. Chân 12 và yếm dày 4 phân, yếm rất là dày dặn và cổ chỉ bên em chặt xích zắc chạy như thế này, chạy tứ diện. Chặt xích zắc, yếm dày 4 phân từ bàn đến đôn đến ghế đến đoạn. Đấy, yếm dày đủ 4 phân, rất là dày dặn. Mặt khuôn tranh dày 4 phân, khuôn tranh dày 4 phân và ván dày 2 phân. Ván dày 2 phân rất là chắc chắn, dày dặn. Ván dày 2 phân, vân veo thì cực kỳ là đẹp. Mặc dù là mộc thô, mọi người đã nhìn thấy gỗ và vân rất là đẹp rồi. Đấy, đây chiếc ghế đơn còn lại. Chiếc ghế đơn còn lại của bên em thì đồng kích thước, bách đục chữ, bách đục cây cúc. Cây cúc thì là biểu tượng cho mùa thu cũng như là trường thọ. Đấy, những cái đường nét đục rất là sắc nét, mặc dù là mộc thô chưa qua bất kỳ khâu tỉa tót hay là hoàn thiện nào, nhưng mà những cái đường nét đã nổi bần bật và rất là đẹp rồi. Những cái thớ vân này, hương đá này. Đấy, cực kỳ là đẹp mắt. Tay đặc liền khối, tay voi đặc liền khối. Bản cột rất là to, trên thị trường thì những cái hàng thường thì chắc chắn nó sẽ không được dày như cái hàng VIP này rồi. Hàng VIP này cái bản cột bên em làm thắt rất là cong, đây mọi người nhìn thấy từ dáng cột đến dáng vách lưng thắt rất là cong, và trương này, trương cong ngả ra đằng sau.
Thế nên tạo ra cái độ ngả cho bộ bàn ghế cũng như là cái sự mềm mại cho cái phần thắt lưng. Khi tựa lưng vào cái thắt lưng này cảm giác vô cùng thoải mái. Cột vô cùng dày dặn. Dày dặn chắc chắn, khuôn 4 ván 2 tay đặt liền khối và đục tỉa. Ở vách rất là sắc nét, trương voi liền khối và bản trương rất là to rộng. Đồng kích thước là 95, sâu 77, cao 1m22. Tiếp theo đến là cái đoạn của bên em thì có kích thước là 2m53. 2m53 vẫn là những cái thớ vân hương đá tuyển chọn rất là đẹp. Hàng tay 12, chân 12. Chân 12 thì thế nên nó rất là to. Trên thị trường thì có tay 12, chân 10. Nhưng bên em làm to theo yêu cầu của anh là chân 12 luôn. Nên bản chân cũng rất là khỏe khoắn, trường ghế. Đấy, rất là cân đối so với cái phần trên. Cột cong vuốt móng rất là đẹp. Vô cùng giá trị. Và bộ này rất là nặng, cực kỳ là nặng luôn. Từ cái phần yếm dày 4 phân đến phần cột dày 7 phân, trương dày 8 phân và tay đặc liền khối khuôn 4 ván 2. Thế nên cái gỗ nó nặng lắm luôn ạ. Rất là nặng, thế nên dùng cả đời không bao giờ lo bị hỏng. Đối với những cái bộ này dùng đời này qua đời khác luôn. Chán thì thay thôi chứ cũng chẳng bao giờ nói chuyện hỏng được. Gỗ thì lục lạc, tuyển chọn vân, rất là đều màu. Vách đục tứ quý cộng với hoa sen. Cầu cho gia chủ thì 4 mùa đều thịnh vượng. Và trương voi liền khối thì là một, voi là một con vật khỏe khoắn, tượng trưng cho sức khỏe và tượng trưng cho tiền tài. Và rất là gần gũi với con người. Ở những cái vùng mà rất là thân thiện, ví dụ như là Tây Nguyên thì voi rất là gần gũi với con người. Trương thì đục song lân. Song lân thì là mang lại những cái ý nghĩa may mắn cho gia chủ. Rất là tốt. Ván liền tấm dây 2 phân và vân veo cực kỳ là đẹp. Tiếp theo đến là đôn đầu bàn có kích thước là 81x45, có một cái ngăn kéo đằng trước và bàn lớn liền tấm, ván liền tấm dày 2 phân, khuôn 4 phân. Và anh yêu cầu là để trơn cho anh. Đấy, để trơn. Để trơn có hai cái ngăn kéo mặt trước và mặt sau. Đây là đôn ngồi. Đôn ngồi rất là to này. Để em đo xem bản đôn ngồi rộng bao nhiêu. Đôn ngồi kích thước là 45x45. 45x45. Rất là to tác từ cái đôn ngồi trở đi, to tác dày dặn chắc chắn. Từ bản chân bàn cũng rất là to. Chân bàn trên thị trường thì họ làm chân 10 nhưng mà bên em làm rất là to, làm luôn chân 12. Đấy. Chân bàn, chân đôn nó cũng to hơn bình thường rất là nhiều. Thì nếu mà ai quan tâm đến nội thất Hữu Huân và những cái sản phẩm cao cấp thì có thể liên hệ tới đồ gỗ nội thất Hữu Huân qua trang fanpage hoặc là like kênh, đăng ký kênh YouTube. Bên em có website là nộithathiuhuan.com, địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Cảm ơn anh Trang đã tin tưởng Nội Thất Hữu Huân và kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình yêu và cái sự tin tưởng cho xưởng. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.